Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 8 tháng 3, trao đổi với Thanh Niên, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu C03 Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. C03 đang làm rõ hành vi của các bị can và mở rộng điều tra, áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Ông Lê Duy Thành, 55 tuổi, quê tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, từng kinh qua nhiều chức vụ từ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Huyện ủy, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2020 đến nay. Tháng 12/2023 vừa qua, trong số 28 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Thành có số phiếu tín nhiệm thấp là 25 trên 47 phiếu, chiếm 53,19% tổng số phiếu. Số phiếu tín nhiệm cao của ông Lê Duy Thành là 19 trên 47 phiếu, chiếm 40,43%. Số phiếu tín nhiệm là 2 trên 47, chiếm 4,26% tổng số phiếu. Theo Nghị quyết 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, người có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50%, đến dưới 2/3 tổng số phiếu thì có thể xin từ chức. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động tại Vĩnh Phúc từ năm 2004 là doanh nghiệp vừa phải, hoạt động trong phạm vi cấp huyện. Từ năm 2015, doanh nghiệp này vươn mình mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện, doanh nghiệp này có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. C03 bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc cho thấy Tập đoàn Phúc Sơn đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 640 tỷ đồng. Hiện tập đoàn này còn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng. Để dẫn đến vi phạm trên, Trung tướng Tô Ân Sô cho hay có trách nhiệm của cơ quan quản lý khi không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, nên mặc dù doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế nhưng vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án, dẫn đến việc doanh nghiệp nhỏ, cấp huyện nhưng vươn ra khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng. Trong khi năng lực của công ty vừa phải, nhiều tập đoàn hùng mạnh cũng không nhận được các dự án này. Ngày 26 tháng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, Lao động Tự do. Theo tìm hiểu, Tập đoàn Phúc Sơn tiền thân là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn, được thành lập từ năm 2004. Đến tháng 8 năm 2009, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Tập đoàn Phúc Sơn được thành lập vào ngày 4 tháng 8 năm 2009, có địa chỉ trụ sở chính tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đây, Phúc Sơn chủ yếu là thi công xây dựng. Đến năm 2014, lợi nhuận cũng chỉ đạt khoảng 100 triệu đồng. Từ năm 2015, Phúc Sơn bất ngờ tăng vốn điều lệ lên cao gấp hơn 12 lần, từ 129,7 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng sau hai đợt tăng vốn. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 14 tháng 2 năm 2017 của Phúc Sơn, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 2.000 tỷ đồng. Có giai đoạn vốn điều lệ của tập đoàn Phúc Sơn lên 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tại thời điểm tháng 5 năm 2022, tập đoàn đã giảm vốn điều lệ từ 4.000 tỷ đồng xuống còn 1.600 tỷ đồng. Theo thông tin được ấn phẩm Công an Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải ngày 28 tháng 2, kết quả kinh doanh của tập đoàn Phúc Sơn đi xuống qua các năm.
Cụ thể, năm 2016, doanh nghiệp ghi nhận là 514,6 tỷ đồng, lãi ròng 3,7 tỷ đồng. Năm 2017, doanh thu còn 468,3 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận tăng vọt lên 37,58 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu chỉ đạt 84,7 tỷ đồng, lãi ròng là 80 triệu đồng. Đặc biệt, kết quả kinh doanh năm 2020 của tập đoàn Phúc Sơn giảm còn 61 tỷ đồng, lợi nhuận lần đầu ghi nhận lỗ 17 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh không mấy ấn tượng, song tập đoàn Phúc Sơn vẫn gây chú ý với loạt dự án vào quỹ đất lên đến hàng trăm hecta như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, quy mô 130 hecta, khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại Vĩnh Yên, chợ đầu mối vào khu đô thị Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, hơn 186 hecta, vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, 30,2 hecta, vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, khu đô thị hai bên đường Phù Đổng, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với quy mô 149 hecta, khu đô thị Bầu Giang, Quảng Ngãi, quy mô hơn 49 hecta, tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Đáng chú ý là dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang, khu trung tâm đô thị Nha Trang tại sân bay Nha Trang cũ với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc và thấy rằng tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường. Tập đoàn Phúc Sơn đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Tại Khánh Hòa, tập đoàn Phúc Sơn được giao triển khai dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang, thực hiện tại sân bay Nha Trang cũ. Dự án này từng được thanh tra chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm. Tập đoàn này cũng là nhà đầu tư được địa phương giao thực hiện các dự án những tuyến đường, nút giao kết nối sân bay Nha Trang cũ, dự án đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội và dự án nút giao thông Ngọc Hội. Theo hình thức hợp đồng BT, nguồn vốn để thanh toán cho các dự án BT là các quỹ đất thuộc khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang. Điều đáng nói, ba dự án BT tại thành phố Nha Trang đến nay vẫn chưa hoàn thành, bàn giao, nhưng tập đoàn Phúc Sơn đã phân lô, bán nền gần hết các khu đất vàng, được giao hoàn vốn tại sân bay Nha Trang cũ và thu hàng nghìn tỷ đồng của nhiều người mua đất. Tập đoàn Phúc Sơn cũng bị địa phương này truy thu số tiền hơn 11.994 tỷ đồng tại dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang. Bạn đánh giá như thế nào về doanh nghiệp trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về vụ việc này nhé. Xoay quanh vụ việc trên, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!